Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Intel Mobile Channel sạc nhanh dành cho những chiếc iPhone thế hệ mới bây giờ là rất cần thiết, kể cả khi các bạn mua những chiếc iPhone cũ này hay là các bạn đi mua những chiếc iPhone mới kiểu iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max, bởi vì khi đó các bạn sẽ không được tặng kèm thêm những thứ này. Và khi các bạn có sạc nhanh thì các bạn sẽ có thể có lợi gì? Đó là chúng ta có thể rút ngắn được cái thời gian sạc, khi đó thì máy các bạn nhanh đầy pin hơn, chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng vừa sạc pin vừa dùng. Rất là tiện lợi đúng không các bạn? Và đây là ba mẫu sạc nhanh mà mình sẽ mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn có sạc nhanh, xịn, đảm bảo an toàn, thế nhưng mức giá lại phải rẻ. Nếu các bạn đang quan tâm đến sạc nhanh dành cho những chiếc iPhone giá rẻ hay là những món phụ kiện chính hãng thì có thể tham khảo tại Intel Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cục sạc đến từ thương hiệu InnoStyle, rất là nhỏ, rất là gọn và nó sẽ chỉ bằng khoảng hai ngón tay của mình mà thôi. Công suất của nó sẽ lên tới là 20W và nó vừa có chuẩn sạc nhanh Power Delivery và vừa có chuẩn Quick Charge 3.0. Từ đó thì các bạn có thể sử dụng cục sạc này sạc cho những chiếc máy như là Samsung này hay là iPhone, Apple thì đều được. Nói chung rằng nó phù hợp với đa số tất cả những máy vừa có sạc nhanh Quick Charge, vừa có sạc nhanh PD. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng nó khá là nhỏ gọn, chúng ta có thể mở ra hoặc gấp chân lại để có thể tiện lợi hơn, không lo đến việc là để vào trong túi sách cấn lọ cấn kia rồi gãy cái chân sạc, thì đây cũng là một cái vấn đề giúp cho củ sạc của chúng ta an toàn hơn. Nói chung rằng là củ sạc này thì mình đánh giá nó cao hơn so với củ sạc đến từ Apple. Ở đây chúng ta còn có thêm một cái đèn nữa để các bạn có thể biết rằng củ sạc của chúng ta đã đang vào điện hay là chưa. Củ sạc này thì có mức giá ban đầu khoảng tầm là 500.000 nhưng sẽ có những chương trình khuyến mãi chỉ còn là khoảng hơn 300.000 mà thôi. Các bạn săn tại Intel Mobile thì sẽ có mức giá rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một củ sạc đen xì, đen thù lùi ở bên này, sẽ có công suất sạc cao hơn và nó có thể giúp cho các bạn sạc được ngay cả những chiếc MacBook, kể cả MacBook Air hay là MacBook Pro 13 inch. Đây là cục sạc đến từ thương hiệu ZMI, là thương hiệu con của Xiaomi, và nó sẽ có thiết kế đen như thế này, 65W thôi nhưng nó cũng sẽ không to hơn quá nhiều so với củ sạc đến từ InnoStyle 20W, bởi vì nó được hỗ trợ công nghệ GaN giúp cho củ sạc của chúng ta có kích nhỏ, tất cả những linh kiện có thể xếp xít vào nhau hơn nhưng trong khi đó thì nhiệt tỏa ra không quá nhiều. Từ đó thì nhà sản xuất có thể tối ưu lại được về cái mặt thiết kế cho cái sản phẩm này. Các bạn nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi nhưng mà sức mạnh của nó là rất khủng khiếp. Nhưng các bạn lưu ý, mặc dù củ sạc này có công suất là 65W thế nhưng mà nó cũng sẽ chỉ có một cổng C xuất ra mà thôi. Nên nếu như các bạn muốn vừa sạc MacBook vừa sạc cho cái chiếc iPhone thì các bạn sẽ cắm từ đây vào trong chiếc MacBook của các bạn, sau đó thì cắm một đường nữa từ MacBook ra chiếc iPhone, từ đó thì các bạn có thể sạc cho hai thiết bị. Thế nhưng các bạn tham hơn, các bạn muốn nhiều hơn thì chúng ta sẽ có đây là một cục sạc đến từ thương hiệu Bezos, cũng sử dụng công nghệ GaN. Nên các bạn có thể thấy rằng nó cũng sẽ nhỏ xíu mà thôi nhưng cổng rất là nặng tay đấy. Củ sạc này thì nó sẽ mang tới cho chúng ta công suất cũng là 65W nhưng mà các bạn sẽ có nhiều hơn những cổng sạc ở đây, bao gồm là hai cổng C và một cổng USB-A. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng một cổng USB-C và một cổng USB-A thì nó sẽ là một cổng 45W và một cổng USB-A vẫn sẽ được nhận 18W. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng cả ba cổng bao gồm hai cổng USB-C và một cổng USB-A thì hai cổng USB-C bên trên nó sẽ được phân phối 45W điện và cổng USB-A cuối cùng nó sẽ là 15W, tức là nó sẽ tự động điều phối cái lượng điện sao cho phù hợp nhất để khi các bạn sử dụng kể cả sạc ba thiết bị cùng một lúc nó cũng sẽ đủ tải để có thể đáp ứng tất cả những thiết bị của các bạn. Đây là một củ sạc mà mình thấy rất là đáng mua. Mức giá của nó nếu như các bạn săn sale sẽ chỉ còn khoảng tầm là hơn 300.000 mà thôi. Hơn 300.000 cho một củ sạc này, và còn được tặng thêm một sợi cáp USB-C màu đỏ nữa, rất là thơm đấy chứ. Và trên đó là ba mẫu sạc nhanh dành cho iPhone cực kỳ đáng tiền mà các bạn nên mua nếu như các bạn không muốn mua củ sạc chính hãng đến từ Apple, có mức giá đâu đó khoảng tầm 700 cho tới 800.000 mà cũng sẽ chỉ có một cổng USB-C và 20W mà thôi. Và nếu các bạn đã quan tâm đến tất cả những sản phẩm này thì có thể tham khảo tại Intel Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.